Sau khi chúng ta deposit xong, chúng ta bắt đầu thực hiện lệnh chuyển make deposit ticket. Sau khi chúng ta make deposit và chuyển sang này bên margin, đúng không? Chúng ta còn thêm một cái lệnh transfer nữa. Một lệnh transfer thế này, chúng ta sẽ thấy được từ general account, tức là từ ví tổng của chúng ta chuyển vào margin để chúng ta thực hiện lệnh chơi margin. Ví dụ chúng ta nạp vào đây một bit, lập tức chúng ta chuyển vào đây một bit, lập tức là gì ạ? Chuyển vào là chúng ta sẽ có được từ cái việc transfer, đúng không ạ, là một cái ví tổng từ general sau đó chuyển sang margin, là chúng ta thực hiện một cái bước để chúng ta có thể gì ạ? Chuyển vào và chúng ta sẽ được nhận ở trong trading margin. Trường hợp thứ hai, nếu trong trường hợp từ general chúng ta chuyển vào exchange, đúng không ạ, để chúng ta thực hiện các cái lệnh ở exchange đây. Thực hiện tiếp theo là trading là dùng đòn bẩy, chúng ta sẽ thực hiện. Vậy có 3 mức mức deposit sau khi chúng ta chuyển vào ví này rồi. Chúng ta thực hiện một cái yếu tố là make deposit ticket, tức là gì ạ? Tổng số tiền vào tài khoản general. Sau đó chúng ta thực hiện cái mục transfer, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có được từ ví tổng chuyển sang margin để chúng ta chơi margin, hoặc là từ ví tổng cho chuyển sang exchange để cho chơi margin. Thì đó là một trong những cái bước để hoàn thiện một cái tài khoản. Và chúng ta hãy nhớ rằng là đầu tiên mở tài khoản Bluebell, sau đó deposit để thực hiện việc nạp tiền vào Bluebell để trade. Sau khi nạp tiền rồi thì chúng ta sẽ nạp, thực chất là nạp vào một cái ví tổng thôi ạ. Sau đó chúng ta thực hiện cái việc transfer. Và từ cái việc transfer thế này, chúng ta sẽ chuyển từ tài khoản ví tổng General Account vào Margin hoặc Exchange để tùy theo. Đối với Margin thì chúng ta sẽ chuyển vào Margin Trading. Còn nếu mà exchange thì chúng ta sẽ chuyển vào đây, thì lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái sàn của exchange và chúng ta sàn vào đòn bẩy. Thì đó là một trong những cái để chúng ta sử dụng thành thạo. Có những người nạp vào rồi nhưng mà cũng chưa biết chuyển vào margin thế nào để giao dịch. Có những người nạp vào rồi nhưng mà chúng ta cũng chưa biết thực hiện các lệnh. Do vậy là gì ạ? Chúng ta thêm một bước này nữa để chúng ta có thể nạp vào exchange để chúng ta có thể giao dịch. Đó chính là cái toàn bộ quy trình. Trường hợp chúng ta chưa thực hiện được, chúng ta có thể chat với lại support hoặc là Zalo với chúng tôi, hoặc là gì ạ, tạo với các nhóm của chúng tôi. Xin được cảm ơn mọi người.